Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Pha có số điện thoại 0353 3 số cuối 338 ở Lạng Giang, Bắc Giang. Khán giả có hỏi về đàn lợn nhiều lứa tuổi gồm lợn nái, lợn chuẩn bị xuất bán và lợn giống. Lợn có hiện tượng kém ăn, nước tiểu có màu trắng như nước vo gạo, mặt đỏ, mình đỏ, run chân, đi vòng quanh rồi chết, đã dùng thuốc nhưng không có hiệu quả. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Vâng, Lê cảm Văn Năm. ơn anh đã mô tả tương đối rõ và thực tế. Thế nhưng mà thiếu một cái khoảng thông tin rất lớn, đó là bệnh tích. Bởi vì cái biểu hiện này ấy, thì người ta nghĩ ngay đến là viêm cầu thận. Mà viêm cầu thận thì có thể là do liên cầu hoặc là do dịch tả lợn châu Phi. Cho nên là cần phải có cái bệnh tích thì chúng tôi mới có thể tư vấn được. Nếu như liên cầu lợn không, mà đặc biệt là trong cái trường hợp mà nuôi nhiều lứa lợn khác nhau thế này, thì cái khâu phòng bệnh để loại bỏ cái dịch tả lợn cổ điển, bệnh tai xanh, rồi viêm phổi màng phổi do liên cầu lợn, rồi viêm thận do liên cầu lợn, thì chúng ta hãy làm theo cái phác đồ này. Ta tiêm lại ngay hai vaccine dịch tả và lợn, dịch tả cổ điển và tai xanh. Hay dịch tả lợn cổ điển thì nên dùng vaccine của sĩ nghiệp thuốc thú y trung ương Phùng Hoài Đức Hà Tây và tiêm tất cả cho lợn từ 35 ngày tuổi trở lên. Vaccine tai xanh thì dùng một trong hai loại là Boehringer của Đức hoặc là JXA1R của Trung Quốc và tiêm cho tất cả lợn từ 14 ngày tuổi trở lên. Hai vaccine này có thể cùng một lúc tiêm cùng lúc. Và sau đó thì chúng ta chữa theo cái hướng là liên cầu lợn bằng cách là buổi sáng thì ta lấy T-amoxigen và để xe thái. Mỗi loại 1 cc pha chung tiêm cho 10 cân heo. Buổi chiều thì có thể ta lấy Lincogen LA và để xe thái. Cũng mỗi loại 1 cc pha chung tiêm cho 10 cân heo. Tiêm liên tục 4 ngày, đủ 4 ngày. Thì phác đồ này đối với liên cầu lợn thì sẽ khỏi. Nhưng nếu như không may đó là dịch tả châu Phi ấy, thì xin lỗi là đến giờ phút này chúng tôi chưa có cái biện pháp nào để mà điều trị được dịch tả châu Phi. Thế trong trường hợp này như tôi vừa nói là cần phải có cái bệnh tích để khẳng định bệnh, và khi không có bệnh tích cho nên là cái tư vấn cũng chỉ đến đến thế thôi nhé. Mong anh cứ làm đúng theo cái phác đồ này thì như tôi nói là loại bỏ dịch tả cổ điển, loại bỏ tai xanh, loại bỏ liên cầu lợn. Thế còn lại nếu không may nó không khỏi thì đấy chính là dịch tả châu Phi. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm. Và nếu như có thể thì khán giả cũng có thể là sẽ chụp ảnh những cái biểu hiện bệnh tích ở trên đàn lợn của gia đình mình, sau đó thì có thể gửi về địa chỉ email hãy hỏi để biết a@gmail.com để chúng tôi có thể gửi tới các chuyên gia, và các chuyên gia thì sẽ đưa ra những cái lời tư vấn chẩn đoán một cách chính xác nhất.